Shinra dành cho Fiesta đứng dưới, và đây sẽ là Jin cộng với Kama trở thành cặp đôi xạ thủ hỗ trợ phần đứng dưới dành cho Vital và Peter. Đội hình của hai bên đã chốt sao. Với Leap Support thì họ đang sở hữu một chất đội hình mạnh ở cánh trên với hai con bài carry, đó là Jayce cũng như là Fiora ở hai đường đơn. Còn với Dungeon Bradford cũng tương tự là như vậy, họ có thêm Jax dành cho DNDN và một cặp đôi xạ thủ hỗ trợ có khả năng thủ đường rất tốt, đó là Jin và Kama dành cho Vital và Peter. Nông Sim đang sở hữu hai chất tướng có tỷ lệ thắng cực kỳ thấp ở trong hai tuần thi đấu vừa qua tại LCK, đó chính là Shinra cùng với Kama. Đây được liệt kê đó là hai best pick đến từ khu LCK khi mà Shinra tỷ lệ thắng chỉ là con số 30%. Shinra đồng ý vẫn là một con bài đã được chỉnh sửa và cũng có nhiều sát thương ở đoạn sau. Với Jin xạ thủ thì cánh trên sẽ là điểm nhấn ở trong ván đấu này dành cho các thành viên bên phía của Nông Sim Report. Chúng ta cùng đến ngay với ván đấu đầu tiên trong cuộc nội sức cặp trận U3 giữa Luxembourg của Dungeon Bradford trong khuôn khổ LCK mùa xuân năm 2023 trên kênh 6 của LCK tiếng Việt. Và rất hy vọng bạn để lại thêm lượt like và subscribe để ủng hộ cho kênh phát sóng cũng như bản quyền phát sóng của người bảo con. Vâng, và đây đúng là một cuộc đụng độ giữa sức trẻ của Luxembourg và cả Dungeon Bradford nữa. Các bạn đã được theo dõi một mùa giải mà Dungeon Bradford quyết định là đầu tư nhiều hơn, trao cơ hội nhiều hơn cho những nhân tài trẻ của họ. Ở tuần thi đấu trước thì họ đã có được một chiến thắng ở tuần thi đấu vừa rồi để có thể có điểm đầu tiên, và mặc dù là trải qua tổng cộng là 3 trận thua liên tục từ đầu mùa giải, nhưng phong độ cùng với tinh thần thi đấu của Nông Sim đứng dưới để liên tục, nhưng Maokai của Wheeler cũng chưa có định vị chuyển xuống để có thể khởi động con rồng nguyên tố đầu tiên của ván đấu này, và qua đó thì cái chênh lệch về tiền của cả hai nó thực sự ở con số rất ít ỏi, nó đâu đó khoảng chừng vỏn vẹn tầm 100 tiền game bên phía của Nông Sim mà thôi. Và sau đợt đẩy này thì để xem Fiesta sẽ xử lý như thế nào, anh ta có định về để có thể bổ sung trang bị. Và không biết đây là một con Shinra lên theo hướng trang bị như thế nào khi mà anh ta đã có trước đó một cái nước mắt rồi. Bên phía bên này cũng đang có hai cái nước mắt trong quá trình tích đến từ Founder cùng với NG. Và khu đường dưới thì vừa rồi là một loạt sát thương đến từ bên phía Xbox, khiến cho Vital hiện tại đang là người gặp vấn đề về sinh lực. Anh ta chỉ còn lại khoảng chừng nửa cây máu mà thôi. Và nếu như đường dưới đối phương tiếp tục đẩy vào và hướng tới rồng thì có vẻ như nó sẽ là mục tiêu bên phía của Nông Sim cần phải cân nhắc bọc. Hoàn toàn đồng ý. Vital và Peter đang bị đẩy đường vào liên tục, và như đã nói thì cái việc cái trách nhiệm của Vital và Peter ở ván này chỉ đơn giản là khiến cho MG và KL giảm cái khả năng snowball ở dưới bot với lượng tách trụ lớn dành cho Varus và hai Blinger từ sớm mà thôi. Đây sẽ là con rồng công nghệ để có thể có được rồng đầu dành cho Luxembourg. Còn ở hướng ngược lại thì Shelby vẫn chưa tiếp cận vào sứ giả để có một pha đổi mục tiêu, do Budon cũng đang là người làm tốt hơn với thế lính ở cánh trên nữa. Đây sẽ là dòng đầu biết phí dành cho thành viên bên phía của Luxembourg. Đó là một cái trụ mà có thể bên phía của Luxembourg sẽ vin vào để kiểm soát liên tục những con rồng nguyên tố về sau. Họ đang làm điều đó cực kỳ tốt. Ta di chuyển ra đến từ Selvi để có thể cạnh tranh tầm nhìn, và anh ta bị đẩy lùi ngay lập tức đường trên. Đó là pha Odin đến từ DNDN. Anh ta tung luôn cú chiêu cuối của mình để cấu rỉa vị trí của Budon. Còn cánh dưới, Mèo được thả ra đến từ Gil. Một pha làm trắng tốt đến từ vị trí của Keo, và sau đó là cầu sấm đuổi vào. Tốc biến qua chỉ tiền chiến công đầu dành cho Closer. Tình huống tấn công rất nhanh đến từ bộ tứ bên phía của Luxembourg. Còn ở cánh trên này, Budon đang phải chống một tình huống tấn công tốc biến phạt đòn không làm choáng thành công DNDN. Có bật luôn đại thử thách để có thể di chuyển về. Có luôn tốc hành đến từ Budon, và tốc độ di chuyển của anh ta là khá cao. DNDN không có tốc biến nữa và anh ta sẽ để thoát con mồi. Còn ở cánh dưới là tình huống 4-4 tốt hơn đến từ Luxembourg, giúp cho họ kiểm soát con dòng nguyên tố thứ hai của đấu, và mạng chiến công đầu dành cho người cân mạng ở thời điểm hiện tại, đó là Closer. Và họ cũng có luôn chiến công đầu về trụ, với trụ một khu đường dưới thuộc về cho Varus của MV. Đường trên thì DNDN đã thực hiện một pha Onin mà anh ta là người lời hơn về ngưỡng máu và khiến cho Modern bắt buộc phải buộc bỏ trụ một. Và bây giờ đến bên phía của Luxembourg đang bắt buộc phải đánh ở cánh ngược lại, đó là cánh không có sự chuyện đến từ Budon. Họ đang gọi luôn con sứ giả để gây áp lực và để xem DNDN sẽ xử lý như thế nào theo tình huống bị đối phương tấn công ở cánh còn lại. Như vậy dịch chuyển của anh ta sẵn sàng nhưng không có những mắt phía sau đẹp để anh ta có thể dịch chuyển. Đó lại là một tiếng pha lao lên đến từ Selvi. Mola chuẩn xác chúng và hỗ trợ đối phương, và họ không có định đánh. Cú chiêu cuối đưa ra chúng hai thành viên đối phương bồi vào một cú làm choáng và thêm cả sợi xích tới lối nữa. Fiesta gần như không tỉnh nổi cho tình huống vừa rồi. Shinra đi thì châu bò có thể chống chịu được, chứ một con Shinra thì làm thế nào đây? Fiesta không có tốc biến trong pha vừa rồi và anh ta dính chiêu cuối sợi xích tội lỗi của Eri bị giữ chân một khoảng thời gian quá lâu, và sát thương tầm xa đến từ bên phía của Luxembourg với Jayce, với Varus, với hai Bringer được tung vào. Chênh lệch về tiền ở trong giai đoạn hiện tại đã ở một cái ngưỡng tương đối là báo động cho đồng Shinra gần 3.000. Đó là tình huống mở đến từ Shelby, và người được chọn lần này đó là Closer. Closer có giày thủy ngân, máy ta tỉnh kịp cho cái đó chiêu cuối từ Maokai. Lại một lần nữa tiếp cận, và người không tỉnh nổi lần này là Peter.
những nỗ lực đến từ bên phía Đông Sinh trong việc hạ gục thành công được Closer có thể sẽ phải trả những cái giá. Và bây giờ thì đó là tình huống mà DNDN đang là người bị bắt lại trước bốn thành viên đối phương làm choáng chồng làm choáng, phản đòn đưa ra trúng điểm yếu cũng quy chưa đến từ đòn nhưng đi bộ theo đánh tay. Thì đó là màn hạ gục thứ ba dành cho Lisbon ở trong tình huống này. 3 điểm hạ gục mà Lisbon có được, họ chỉ mất duy nhất Closer mà thôi. Và liệu Sejuani của Selvi có thể làm được gì hay không? Anh ta đang muốn ăn rồng để gỡ ngang trước tình huống lao thẳng ra Baron đến từ bên phía của Lisbon. Đây sẽ là con Baron free dành cho thành viên bên phía của Lisbon. Có thể họ sẽ mất rồng, nhưng lợi thế mà họ xây dựng được sau tình huống tấn công của mình trước mặc dù là quá lớn. Và để xem là với Bullet Baron thì Lisbon sẽ tận dụng yếu tố này để lấy đi những chủ ngoài còn lại của Đông Sinh như thế nào. Họ đang hướng tới với chủ thứ hai của khu đứng giữa và khả năng đẩy đến từ Envy. Cấu bóng quá khó chịu đến từ Van Hurt vẫn còn tập biến và rõ ràng sức ép đến từ Đông Sinh là không đủ. Thậm chí Lisbon đang muốn đi xuống cánh dưới nhưng chưa thả vụ chiêu cuối từ Wheeler. Chỉ đơn thuần là động thái áp lực thôi. Đứng giữa đã có trụ dành cho bên phía của Lisbon và họ di chuyển đội hình rất nhanh để tận dụng tối đa Bullet Baron. Vẫn còn gần 2 phút hiệu lực với trụ thứ hai của khu đứng dưới. Và để xem sau khi ăn xong được chỗ hai đường dưới thì liệu là Lisbon có muốn dừng lại hay không, bởi vì với đội hình cấu rỉa bằng dây bằng Varus có Baron nó là một lợi thế cực kỳ lớn. Những quả cầu sống của Closer ở giai đoạn gần đây thì đây ý là nó có tỷ lệ trúng là khá cao, mà bây giờ trúng ai thì cũng gặp nguy hiểm cả. Lại là một tình huống thả chiêu cuối đến từ vị trí của Miller. Nó trúng ai thì người đó có thể sẽ nhận thêm sát thương đến từ Varus cùng với dây nữa. Thiết ta mất nửa cây máu, Bolabang trúng vào và đó là một sai lầm đến từ Envy trong việc đứng cao và để về dưới nhưng không chế dưới trụ. Một tình huống nằm xuống đến từ xạ thủ của Lisbon có thể sẽ khiến đợt đẩy đến từ Baron của họ bị gián đoạn. Và để xem là trong tình huống Baron thứ hai này thì Lisbon họ có triển khai được những thứ mà tôi vừa nói hay không? Sẽ là tương đối khó khăn và bên phía của NoSim đang cố gắng kiểm soát lại khu vực cánh trên bản đồ. Dòng trước đó họ đã chấp nhận buông bỏ rồi, còn con Baron thì họ bắt buộc phải giữ lại những áp lực của mình. Họ không thể nào để điều tương tự xảy ra tại khu vực cánh trên bản đồ, giống như con rồng lên tổ cánh dưới. Và đang có những tình huống tranh chấp tầm nhìn diễn ra và chúng ta sẽ cùng theo dõi xem là khả năng cấu rỉa đến từ Closer cùng với Envy và cả Kael nữa nó có còn tốt như trước đó hay không. Bởi vì rõ ràng trừ con Sejuani của Selvi ra thì những vị trí còn lại không ai có đủ khả năng để đương cự lại với những tình huống cấu rỉa tầm xa của các thành viên Lisbon cả. Và con Baron này thì nếu như có được tôi nghĩ rằng nó sẽ là một con Baron có thể hướng tới được kết thúc hoạt động. Còn ta đồng ý, nếu như Lisbon ăn được con Baron này và thậm chí là con rồng nguyên tố tiếp theo của bản đấu, con rồng nguyên tố thứ 5 với linh hồn rồng lửa thì cái sức công chủ cũng như là cái sức cấu máu đến từ đội hình bên phía của Lisbon vốn đã mạnh này còn mạnh hơn và nó sẽ khiến cho đội trưởng Rapport gặp cực kỳ là nhiều vấn đề. NoSim đang cố gắng để có thể giải tầm nhìn nhưng họ chỉ giải tầm nhìn được ở cánh dưới thôi, bù lại Baron. Cái khu vực Baron đang hoàn toàn nằm trong tầm tay các thành viên bên phía của Lisbon, họ đẩy đường, họ di chuyển ra kéo các thành viên bên phía của đội trưởng Rapport ra một cái khu vực tối. Và sẽ mở bằng Maokai, sẽ mở bằng làm choáng từ hai Maringer và sở sinh tội lỗi đến từ Envy và khả năng cố máu tầm xa đang phát huy tác dụng. Kestar vừa rồi dính kỹ năng của đối phương, máu của anh ta không còn đủ đầy nữa. Đây là cầu sống. Quả cầu sống chất lượng đến từ Closer và con đường đi ra đến từ bên phía của Closer nó quá tầm tối và nó có quá nhiều thứ họ cần phải né đi. Lại là một quả cầu sống nữa đến từ Closer. Và Kestar chỉ là nửa cây máu mà thôi, chiêu cuối đưa ra đến từ Selvi chỉ để với mục đích duy nhất là họ rút lui trước một pha mở chiêu cuối đến từ Will. Một ván thi đấu mà bên phía của Lisbon đang gây được rất nhiều khó khăn dành cho NoSim Redford với đội hình đánh cấu rỉa như thế này. 1/4 cây máu sau những loạt cấu rỉa đến từ dây cùng với Varus. Quá khó chịu, NoSim không mở được, họ bị xoay quanh Bula Bang quá. Và Selvi mỗi lần mà anh ta quy và anh ta áp sát đối phương Bula Bang thì đồng đội không theo được. Thậm chí là anh ta có thể gặp nguy hiểm, bà đã có rồi lao thẳng vào một đội đến từ Joker giờ đẩy ra với tình huống lôi phạt khiến cho Selvi không thể tiếp cận được đội hình bên phía của Lisbon. Closer sẽ đứng ở ra tuyến đầu, anh ta đang liên tục có những pha cầu sống chuẩn xác để lấy về đường lính ở khu vực đường dưới. Nhà lính đã có dành cho Lisbon và họ đang hướng tới hai đường tính số cấp ở trong tình huống đẩy này với một người Baron. NoSim thực sự là bất lực rồi, cầu sống của gia tốc lần này trúng vào Selvi, người chống trị tuyến đầu của NoSim, anh ta cũng đã mất tới hơn nửa cây máu và bắt buộc phải giật về. Những mũi tên xuyên phá, những quả cầu sấm cùng với những cú cấu rỉa đến từ hai Modinger của Kael vẫn đang là quá khó chịu và lại là cầu sấm trúng. Phong độ cầu sấm 10 quả trúng đến 8-9 quả thế này của Closer thì nó quá khó cho bên phía của đồng team rồi. Cánh còn lại, Hira của vừa đón kích hoạt tại thử thách, FDNDN về trong bệ đá cổ.
cổ và một trung vệ thì đã có và tốc biến đến từ vị trí của Selvi có ý định mở nhưng ngay lập tức Closer tốc biến được trở ra và không có cách nào để Đông Sinh có thể chạm vào các thành viên bên phía Lisa Bóc cả. Khó quá, Đông Sinh không thể làm được gì cả, họ mở trong bất lực nhưng mà Selvi đầu tư cả tốc biến, Bulamac của anh ta chưa hồi lại, đây sẽ là hai trùng bảo vệ nhà chính. Selvi sắp máu hết của Fiesta đóng đồng hồ câu giờ, bùng nổ sức mạnh của đội khó phản đòn rất ra với tình huống đâm kiếm và mạng đã khó dành cho Envy. Đây sẽ là dấu hiệu kết thúc ván đấu dành cho thành viên bên phía Lisa Bóc ở khu thứ 32. Một chiến thắng phải nói là rất LCK đến từ bên phía của Lisbon thì họ hoàn toàn bóp nghẹt Đông Sinh Redfox ở từ giai đoạn giữa trận cho tới giai đoạn late game và họ kết thúc ván đấu sau 32 phút đồng hồ trước Đông Sinh Redfox. Thực sự là khó thở với những màn cống đỉa đến từ các thành viên phía của Lisbon trong ván thi đấu vừa rồi và Đông Sinh Redfox đã không thể nào có thể làm được gì hơn.